Ngày 6 tháng 4, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức họp bàn kế hoạch thực hiện kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm năm 2024. Theo Thượng tá Nguyễn Thị Minh Thảo, Phó phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa, vụ ngộ độc năm 2022 ở trường Ice School Nha Trang khiến hơn 660 học sinh, cán bộ, nhân viên phải nhập viện và vụ ngộ độc cơm gà châm anh hơn 360 người nhập viện có nhiều yếu tố gây ngộ độc, trong đó có yếu tố nguồn nước. Qua điều tra, trường Ice School Nhà Trang đã sử dụng nguồn nước bơm từ lòng đất lên bồn chứa inox không được kiểm định. Kết quả kiểm định phát hiện chỉ số coli tức là độ tinh khiết vượt quy chuẩn. Nguồn nước này dùng để sơ chế thực phẩm có thể dẫn đến gây ngộ độc, Thượng tá Thảo nói. Bên cạnh đó thì quá trình chế biến thực phẩm không đảm bảo quy trình bốn bước như giã đông, ăn chín, uống sôi, do đó dẫn đến có vi khuẩn trong thức ăn. Đối với vụ ngộ độc cơm gà châm anh, theo Thượng tá Thảo, đến nay chưa xác định nguồn thực phẩm Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm nguồn nước giếng bơm lên sử dụng rửa chế biến là không đảm bảo. Cũng theo đại diện Công an tỉnh Khánh Hòa, qua kiểm tra trên địa bàn tỉnh, Công an đã phát hiện nhiều kho đông lạnh có loại gà nguyên liệu không rõ nguồn gốc xuất xứ nhãn mát. Thượng tá Thảo cho hay, tra trên các sổ sách chứng từ, chúng tôi thấy giá nhập bán của loại nguyên liệu này rất rẻ. Ông Đinh Văn Thiệu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, bất ngờ trước ý kiến việc sử dụng nước giếng trong sơ chế thực phẩm trong khi nguồn nước máy hiện rất dồi dào. Thượng tá Thảo cho hay, trong quá trình sản xuất kinh doanh, lượng nước các hàng quán sử dụng rất nhiều. Trong khi đó, giá nước cho hộ kinh doanh cao nên các quán sử dụng song song nước giếng và nước máy. Bà Đào Thị Văn Khánh là Giám đốc Trung tâm An toàn Thực phẩm khu vực miền Trung, bác sơ Nhà Trang Bộ Y tế cho rằng nguồn nước giếng không đảm bảo là một yếu tố góp phần dẫn đến gây ngộ độc thực phẩm. Bà Khánh kiến nghị các cơ sở trong vụ ngộ độc đều được công bố đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, nhưng việc cấp giấy đủ điều kiện là tại thời điểm cấp, còn trong thời gian triển khai dịch vụ các điều kiện không còn như ban đầu. Khi đoàn đi kiểm tra cần chú ý vấn đề này, đừng chỉ kiểm tra hồ sơ. Theo bà Khánh, ngoài yếu tố nguồn thực phẩm sạch, hành vi của người chế biến cũng rất quan trọng. Kết luận cuộc họp, ông Đinh Văn Thiệu đề nghị các sở ngành nhanh chóng thực hiện kiểm tra an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Ông Thiệu yêu cầu các đoàn phải thực hiện kiểm tra tất cả các thực phẩm, trong đó tập trung vào các cơ sở giết mổ kinh doanh thực phẩm từ gà. Như báo đã thông tin, học sinh lớp 5 đã tử vong là một trong 37 học sinh của hai trường tại phường Vĩnh Trường, thành phố Nha Trang đã được nhà trường gia đình đưa đến các bệnh viện phòng khám trong ngày 5 tháng 4. Đó là học sinh của trường Tiểu học Vĩnh Trường và trường Trung học cơ sở Trần Hưng Đạo. Có 30 trong 37 học sinh kể trên đã nhập viện cấp cứu điều trị theo dõi. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang, số học sinh nêu trên của hai trường đã ăn sáng nhiều món ăn khác nhau tại các quán ăn khác nhau ngoài trường học. Đến 6 giờ 45 phút cùng ngày, các học sinh có dấu hiệu chóng mặt, đau đầu, nôn ói. Nhà trường đã liên hệ phụ huynh, tổ chức đưa các cháu về nhà theo dõi hoặc đến các cơ sở y tế để kiểm tra. Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang cho biết, theo báo cáo của các đơn vị, trước khi đến lớp, học sinh này cùng nhiều bạn khác đã ăn sáng ngoài cổng trường cụ thể là ăn sushi, uống nước ngọt. Tuy nhiên chỉ sau khoảng 30 phút ăn uống xong thì cháu có biểu hiện muốn nôn, xui bọt mép và được nhà trường đưa đi cấp cứu. Sau đó nhà trường đã đưa đến Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Khánh Hòa để cấp cứu. Theo lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Nha Trang, học sinh DTB trở, học lớp 5 trên 4 đã tử vong lúc 8 giờ 30, chưa biết nguyên nhân. Đó là trong cùng buổi sáng ngày 5 tháng 4 đã nêu, nhưng Hội đồng Y khoa Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa đã hội trần và kết luận cháu ngừng tuần hoàn hô hấp ngoại viện chưa rõ nguyên nhân. Chiều tối ngày 5 tháng 4, ông Hồ Văn Mừng là bí thư thành ủy Nha Trang và ông Đinh Văn Thiệu là phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã chủ trì làm việc với các ngành chức năng liên quan về vụ việc đã nêu. Đồng thời, theo thông báo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, vụ việc liên quan đến một học sinh tử vong và 30 học sinh phải nhập viện, đó là một số trường hợp rối loạn tiêu hóa tại hai trường nói trên. Kết luận tại cuộc họp vào ngày 5 tháng 4, ông Đinh Văn Thiệu là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, chỉ đạo các sở y tế, nông nghiệp và phát triển nông thôn, công thương và quản lý thị trường tỉnh trong phạm vi chức năng, lĩnh vực phụ trách, khẩn trương tham mưu thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành ở cả ba cấp, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, tổng kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm, xử lý nghiêm khắc các hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật ông thiệu cũng yêu cầu ủy ban nhân dân thành phố nha trang đề nghị công an thành phố nha trang tiếp tục điều tra xử lý vụ việc theo quy định chỉ đạo các đơn vị chức năng liên quan kiểm tra xử lý kiên quyết tình trạng bán hàng rong thức ăn đường phố trên địa bàn tiếp tục thực hiện tốt việc động viên thăm hỏi các gia đình học sinh phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa đề nghị công an tỉnh phối hợp với các sở y tế công thương nông nghiệp và phát triển nông thôn ủy ban nhân dân thành phố nha trang điều tra làm rõ nguyên nhân và xử lý nghiêm các vi phạm theo đúng quy định theo thông cáo báo chí vào sáng ngày 6 tháng 4, của Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang, đến 16 giờ chiều ngày 5 tháng 4, các bệnh viện đã tiếp nhận 37 học sinh thuộc hai trường Tiểu học Vĩnh Trường và Trung học cơ sở Trần Hưng Đạo, phường Vĩnh Trường. Các bệnh viện đã cho 7 học sinh về nhà theo dõi ngoại trú, 2 em được xuất viện, 28 em còn lại được theo dõi tại các cơ sở y tế, tất cả đều có sức khỏe ổn định. Trước đó vào sáng ngày 5 tháng 4, nhiều học sinh của hai trường nêu trên đã ăn sáng tại những quán ăn khác nhau bên ngoài. Đến 6 giờ 45 phút, một số em có biểu hiện là chóng mặt, đau đầu, nôn ói. Nhà trường đã liên hệ phụ huynh, tổ chức đưa các em về nhà theo dõi hoặc đến cơ sở y tế để kiểm tra. Qua tìm hiểu, đa số phụ huynh cho hay đã ăn món cơm gà ré. Một số em khác cho biết đã ăn bánh mì que, xúc xích, hamburger gà ở gần hai trường học. Phần cơm gà giá 20.000 đồng, gồm thịt gà ré, xúc xích, rau răm, dưa leo, trứng sốt và một bịch canh trứng, nước mắm. Về trường hợp một học sinh của trường tiểu học Vĩnh Trường tử vong, Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang cho hay, trước khi đến lớp, em này cùng nhiều bạn khác đã ăn sáng ngoài cổng trường và cụ thể là ăn sushi, uống nước ngọt. Sau khoảng 30 phút ăn uống, em này có biểu hiện là muốn nôn, xùi bọt mép và được nhà trường đưa đi cấp cứu. Hội đồng Y khoa, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa đã hội trần và kết luận là em này ngừng tuần hoàn hô hấp, ngoại viện, chưa rõ nguyên nhân. Sáng ngày 5 tháng 4, các cơ quan chức năng và công an thành phố Nha Trang đã đến làm việc tại các quán ăn trên địa bàn, thu thập thông tin mẫu thức ăn để phục vụ điều tra, làm rõ nguyên nhân. Chiều cùng ngày, được sự đồng ý của gia đình, Trung tâm Giám định Pháp Y đã tiến hành khám nghiệm tử thi học sinh nêu trên, lấy mẫu để kiểm nghiệm nguyên nhân. Đến tối ngày 5 tháng 4, sau cuộc họp liên ngành, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa và thành phố Nha Trang thống nhất yêu cầu ngành y tế khẩn trương sớm có kết quả giải phẫu tử thi. Trên cơ sở đó xử lý nghiêm các vi phạm nếu có, đảm bảo đúng quy định. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa và thành phố Nha Trang đề nghị nhà trường, chính quyền địa phương tiếp tục thực hiện tốt việc động viên thăm hỏi các gia đình học sinh. chiều ngày 5 tháng 4, Nờ Giờ là một học sinh trường trung học cơ sở Trần Hưng Đạo, thành phố Nha Trang đang được các bác sĩ điều trị theo dõi sức khỏe tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa nghi bị ngộ độc thực phẩm. Theo lời nữ sinh này, sáng ngày 5 tháng 4, em được phụ huynh cho 20.000 đồng để ăn sáng và đi học tại trường. Giờ chọn món cơm gà, gồm có cơm, thịt gà, xúc xích, sốt trứng, rau răm và canh. Giờ thuật lại, món ăn ngon như mọi hôm, không có gì bất thường cả. Sau khi ăn khoảng 2 giờ đồng hồ thì em có các biểu hiện như đau bụng, nôn ói nên được người thân đưa đi bệnh viện kiểm tra. Theo lời giờ nói, quán cơm gà này được bản thân chọn ăn sáng nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên bị đau bụng và nôn ói như vậy. Sau khi được bác sĩ cho uống thuốc, sức khỏe của giờ đã ổn định, không còn đau bụng nôn ói nữa. Nữ sinh này được bác sĩ chỉ định tiếp tục nằm viện để theo dõi thêm. Tương tự, PT là một học sinh trường tiểu học Vĩnh Trường cho biết sáng ngày 5 tháng 4 em được mẹ cho tiền để ăn hamburger gà. Tê nói món ăn ngon như mọi lần nhưng hai giờ sau bữa sáng em có cảm giác buồn nôn nên được trường đưa đến bệnh viện để kiểm tra. Mẹ em Tê cho biết nhiều phụ huynh sống gần trường tiểu học Vĩnh Trường thường đi làm sớm nên hay cho con tiền đi ăn sáng. Nếu có thời gian rảnh phụ huynh cũng chở các cháu đến cổng trường để ăn. Nghe tin con bị nghi ngộ độc, vị phụ huynh này vô cùng lo lắng bỏ công việc để cùng nhà trường đưa Tê đi cấp cứu. Mẹ PT chia sẻ, sau vụ việc này, chắc tôi phải tự nấu ăn sáng để cháu ăn đi học, không dám cho ăn ở ngoài nữa. Theo báo cáo từ các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, tình hình sức khỏe của các học sinh đều ổn định và đang được tiếp tục theo dõi. Ghi nhận vào chiều ngày 5 tháng 4, công an đang làm việc tại trường tiểu học Vĩnh Trường, hàng quán xung quanh trường phần lớn đã đóng cửa. Liên quan đến vụ việc, Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang thông tin đến trưa cùng ngày, toàn thành phố đã ghi nhận 28 học sinh ở trường tiểu học Vĩnh Trường và trường trung học cơ sở Trần Hưng Đạo nhập viện điều trị nghi ngộ độc thực phẩm, một nữ học sinh tử vong khi đang trên đường đi cấp cứu. Cụ thể, vào sáng ngày 5 tháng 4, tại trường tiểu học Vĩnh Trường, nhà trường phát hiện 20 học sinh có dấu hiệu đau bụng, nôn ói, đau đầu nên đã nhanh chóng sơ cứu. Tuy nhiên, đến 7 giờ 30 phút cùng ngày, sức khỏe của em DNBT là học sinh lớp 5 của trường, chuyển biến nặng. Em này được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó. Nguyên nhân tử vong đang được cơ quan chức năng điều tra. Còn 19 học sinh trường tiểu học Vĩnh Trường đang được theo dõi tại Bệnh viện tỉnh Khánh Hòa. Tại trường Trung học cơ sở Trần Hưng Đạo, thành phố Nha Trang, có 9 học sinh đang nhập viện điều trị. Trước đó, như đã thông tin, nhiều học sinh ăn sáng trước cổng trường trên địa bàn thành phố Nha Trang gồm các món như là cơm gà xé, bánh mì hamburger gà, bánh mì que. Sau khi ăn sáng vào lớp, các em có biểu hiện là đau bụng nôn ói. Ông Cao Đình Trung là trường phòng giáo dục và đào tạo thành phố Nha Trang cho biết, trong vụ việc có một nữ sinh tử vong, tuy nhiên chưa xác định rõ nguyên nhân do ngộ độc hay bệnh nền vì em này có tiền sử mắc bệnh tim. Trước khi tử vong, nữ sinh này ăn sushi trước cổng trường, sau đó có triệu chứng nôn ói, được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Ngày 6 tháng 4, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Trường, thành phố Nha Trang cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ việc, địa phương đã cử người xuống nhà gia đình nạn nhân để động viên, hỏi thăm, chia sẻ. Và trước mắt, các ban ngành đoàn thể đã vận động hỗ trợ gia đình nạn nhân với số tiền là 10 triệu đồng. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Trường cho biết thêm, về gia cảnh của em này do bố mẹ ly hôn nên em phải sống với bà nội và bà ngoại. Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân. Liên quan đến vấn đề trên, thông tin từ Sở Y tế Khánh Hòa cho biết vẫn còn 28 học sinh của hai trường ở phường Vĩnh Trường và Trung học cơ sở Trần Hưng Đạo, thành phố Nha Trang nghi bị ngộ độc thực phẩm vẫn nằm theo dõi điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn. Theo đó, ngành y tế đã xử trí tại cơ sở đối với các ca nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra tại hai trường học kể trên. Trong ngày 5 tháng 4, có tổng cộng là 37 học sinh đã được đưa đến các cơ sở bệnh viện để cấp cứu điều trị. Tuy nhiên, có 7 ca đã được kê đơn thuốc cho về theo dõi ngoại trú, còn 30 ca đã nhập viện, trong đó có một trường hợp đã tử vong ngoại viện chưa rõ nguyên nhân. Trước đó, Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế đã có văn bản gửi Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa về việc điều tra xử lý vụ việc tại trường học trên địa bàn thành phố Nha Trang. Theo đó, Cục An toàn Thực phẩm đã nhận được thông tin từ Tri Cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hòa về học sinh trường tiểu học Vĩnh Trường, phường Vĩnh Trường, thành phố Nha Trang, tử vong vào ngày 5 tháng 4, chưa rõ nguyên nhân. Cùng với đó, một số học sinh khác cùng trường tiểu học Vĩnh Trường và trường trung học cơ sở Trần Hưng Đạo có triệu chứng nghi ngờ ngộ độc thực phẩm sau khi ăn sáng các hàng quán và người bán rong xung quanh trường. Chiều mùng 5 tháng 4, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa thông tin về trường hợp bé DTBT, học sinh lớp 5 trường tiểu học Vĩnh Trường, thành phố Nha Trang tử vong ngoại viện. Theo đó, sáng cùng ngày MT có biểu hiện bất thường tại trường, được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cấp cứu vào khoảng 7 giờ 30 phút ngày 5 tháng 4. Bệnh nhân vào viện khi đang hôn mê sâu, không tiếp xúc, không còn dấu hiệu của sự sống. Sau 30 phút được hồi sức tích cực nhưng vô hiệu, ghi nhận bệnh nhân tử vong ngoại viện. Hội đồng khoa học kỹ thuật bệnh viện đã họp và kết luận bệnh nhân ngừng tuần hoàn hô hấp ngoại viện chưa rõ nguyên nhân. Đề nghị thực hiện giải phẫu tử thi để xác định nguyên nhân tử vong. Thông tin từ bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho biết, hiện trung tâm giám định pháp y tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành giải phẫu tử thi. Trước đó như đã thông tin, nhiều học sinh ăn sáng trước cổng trường gồm các món cơm gà xé, bánh mì hamburger gà, bánh mì que. Sau khi ăn sáng vào lớp, 29 em ở trường tiểu học Vĩnh Trường và trường trung học cơ sở Trần Hưng Đạo, thành phố Nha Trang có biểu hiện đau bụng, buồn nôn phải nhập viện. Tuy nhiên sau đó em T tử vong, còn 28 học sinh đang được theo dõi sức khỏe tại cơ sở y tế. Trước khi tử vong, nữ sinh này ăn sushi trước cổng trường, sau đó có triệu chứng nôn ói, được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi ông cao đình trung trưởng phòng giáo dục và đào tạo thành phố nha trang cho biết em t có tiền sử mắc bệnh